500 ngàn tầng dưới là miễn phí. Độc lạ, cầu cá tra 2 tầng cứ ngỡ chỉ có trong phim hài đã xuất hiện ngoài đời thực khiến dân mạng thắc mắc. Mới đây, cộng đồng mạng nó không khỏi bàn tán xôn xao về một chiếc cầu cá tra 2 tầng vô cùng là chấn động trong một bộ phim hoạt hình đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Thế nhưng mà vừa qua, mọi người lại tiếp tục ngỡ ngàng trước kỳ quan thế giới mới vừa xuất hiện và gây bão ở miền Tây. Chiếc cầu cá tra 2 tầng tưởng đâu chỉ có trong phim này đã xuất hiện ngoài đời thực với một mức giá dịch vụ sử dụng vô cùng là hợp túi tiền cho những ai muốn trải nghiệm thử. Theo đó, chiếc cầu cá 2 tầng được dựng hiên ngang giữa một chiếc hồ nho nhỏ vô cùng thơ mộng. Chỉ với 500.000 cho một lượt ngồi phía trên, vừa chạm tới ngưỡng cửa thiên đường, vừa có thể ngắm nhìn phong cảnh thôn quê trữ tình mát mẻ, hoặc có thể trải nghiệm cảm giác mạnh bằng cách là ngồi tầng dưới hoàn toàn miễn phí. Bay ơi! Phí. Bắt đầu là ngày 1/1/2024 là khai trương nha mọi người. Lượng không? Đúng chất miền Tây chưa? Wow. Đây là tôi làm gần 4 tiếng nha. Wow. Sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng. Wow. Tuy nhiên, chiếc cầu cá đã khiến cho nhiều người tranh cãi vì không biết là mọi người sẽ ngồi như thế nào để không gây bất hòa giữa tầng trên và tầng dưới, cũng như là những quy trình chặt chẽ dành cho những người tốt bụng và những người bụng xấu. Vì nếu mà theo dạng nước thì quỹ đạo thật sự là khá là khó nắm bắt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh.